Hello anh em. Hôm nay là ngày hôm nay là ngày 22 22 tháng 3. Bây giờ là 12 giờ rưỡi anh em ha. Thì mình mới có tắt đội về. Và mình tranh thủ mình làm một cái clip hoàn hảo nhất về cái cách mà chữa ho cho các chiến binh của mình nha anh em. Tại mấy bữa nay mình bận quá, không thời gian, nên hôm nay mình theo lời hứa mình cố gắng làm một cái clip hoàn thiện nhất về cách mà chữa ho hoặc là quẹt cầu, quẹt mỏ cho các chiến binh của mình nha anh em. Thì ở đây mình anh em biết được rằng là đa số là chim của mình ho anh em, thường thường ho là vào cái giai đoạn mà đổ lông nhá, thời gian anh em nuôi lông hoặc là cái thời gian mà thời tiết trở trời thì là trời lạnh á, thì chim của mình rất là dễ bị ho. Thì cái cách tốt nhất thì anh em nên ngừa anh em nhé, nên ngừa cho chiến binh của mình. Tại vì khi mà con chim nó ho anh em mà mình chăm lại, nó thường thường mất lửa nhá. Cho nên là mình tốt nhất là mình nên ngừa cho những chiến binh của mình đừng để nó bị ho. Nhưng mà thực sự ra thì cuộc đời chơi chim thì ai cũng phải dính anh em, mặc dù đó là cả mình. Nhưng mà có điều là đối với chim ho của mình thì mình chữa trong một ngày là ok nhé. Thì là anh em nhận nhân rằng là khi chim của mình bị ho thì ở ho nó có hai loại, một loại là cấp tính và một loại mãn tính. Các con chim mà ho cấp tính nó ho rất là dữ anh em, nó khóc 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 anh em, rất là sốt ruột ha. Nhưng mà con chim nó ho như vậy đó, nhưng mà mình lại chữa nó dễ, rất là dễ chữa. Còn chim mà ho mãn tính anh em thì là lâu lâu nó mới ho, nó vẫn bình thường anh em ha, nó vẫn bình thường, vẫn đấu bình thường, vẫn vào lửa bình thường. Có điều rằng là thường thường anh em trời lạnh này nó ho, hoặc anh em tắm cho nó và nó bị ho. Thì những con chim mãn tính này nó chơi không thể hết được cái sức lực của nó anh em, nó chơi khoảng 70% lực đấy. Khi anh em mang đi đấu nó chơi đến khoảng thay vì nó chơi 2 tiếng thì nó chơi khoảng 1 tiếng rưỡi là con chim mình bắt đầu nó có tình trạng há mỏ hoặc là quẹt cầu quẹt mỏ, nó không đủ sức để chơi. Cho nên là anh em phải hiểu rõ về mãn tính và cấp tính nha. Cái cấp tính thì nó đơn giản, nghe rất là khó chịu, ho rất là dữ, nhưng mà mình chữa dễ. Còn mãn tính thì mình chữa sẽ chế độ chăm riêng. Thì giờ anh em hỏi là chữa ho hoặc là chữa mãn tính thế nào thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em. Nhất thứ hai là anh em phải hình dung thế này: khi mà con chim của anh em bị ho thì đa số anh em hay hoảng và lên trên mạng để mình tham khảo nhiều ý kiến của nhiều anh em cách chữa ho. Thì ai cũng có cách chữa ho hết, nhưng mà cái cách hiệu quả thế nào là hiệu quả nhất thì mình sẽ chia sẻ anh em, tại vì mình chuyên về ho rồi anh em. Thì anh em đã biết được rằng là với con chim mà mới bị ho á, thì anh em đó đơn giản lắm, anh em chữa dễ lắm nha, đừng để nó ho nặng thôi. Thì việc đầu tiên mà anh em cần làm em này là mình khuyên anh em đừng dùng ba cái loại thuốc kháng sinh nhá. Anh em dùng thuốc kháng sinh con chim của mình nó rất là nguy hiểm. Ví dụ như là cái liều lượng anh em, tại đa số kháng sinh là nó từ thuốc thuốc của rè. Thì khi anh em dùng kháng sinh như vậy á, mà nếu mà nhẹ quá thì chim mình không hết ho, mà nặng quá anh em sốt ruột nặng quá thì con chim của mình rất là dễ rớt bố, sù lông và rớt bố, mất lửa hoàn toàn, anh em không chơi được. Cho nên là cái việc đầu tiên là mình không nên dùng kháng sinh để mình chữa ha. Cái việc thứ hai là anh em là không nên xông hành xông tỏi. Đây mình khuyên thật anh em, tại vì xông hành xông tỏi nó chỉ là tạm thời và vô tình làm cho con chim của mình nó bị ho nặng hơn. Tại vì nó sẽ, khi mà mình xông hành xông tỏi vậy nó nóng anh em, thì nó y như mình bị ho, mình ngậm viên thuốc để mình tạm thời vậy, chứ không phải là mình chữa ho nha. Cho là dùng cắt xông là chỉ tạm thời, nó không tốt anh em, vô tình làm chim mình bị nặng hơn. Cho là mình không nên xông hành xông tỏi và mình nên chữa nha, ho là phải chữa. Thế thì đối với con chim ho, anh em thấy được rằng là rất nhiều anh em mua thuốc ho trên thị trường, có thể thuốc ho người ta ok đó, nhưng mà do cái cách người ta chưa hướng dẫn cho anh em cái cách mà ngừa, hoặc là cái cách mà kiêng cữ cho chiến binh của mình, hoặc cách pha thuốc hiệu quả nhất nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với em rằng là ho là cái việc đầu tiên á, mình cần phải kiêng. Mình nói hai cái rồi, không dùng kháng sinh là một, và không xông hành xông tỏi là hai cái mình gạt bỏ một bên. Còn đối với con chim bị ho rồi thì mình việc đầu tiên anh em cần phải làm đó là kiêng cho con chim mình, không cho tắm. Đó là việc đầu tiên chắc chắn, không nên tắm nha. Khi mình phát hiện con chim bị ho thì việc đầu tiên là mình không tắm. Thứ hai là mình ngưng hết trái cây màu tươi đi. Và mình chỉ cho nó ăn cám thôi và uống thuốc ho nhá. Thế thì cái loại mà có thể chim ăn tốt nhất và hỗ trợ cho chim của mình vừa bị bớt khèn này, bớt khèn này, bớt quẹt cầu quẹt mỏ này ha, thì anh em nên dùng quả quýt hoặc quả lê. Trong hai quả này anh em mua về cắt ra rồi mình bôi thuốc ho lên cho chim nó ăn nhá. Nó kết hợp vào thì nó sẽ ok nhá. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là đối với chim mà anh em mới phát hiện ra ho đúng không, thì anh em có thể dùng thuốc ho bên vũ công để chữa, nó đặc trị là thuốc ho vũ công để anh em chữa cho chiến binh của mình. Hoặc
là anh em không dùng thuốc ho vũ công, anh em có thể ra ngoài tiệm thuốc tây, anh em mua chai thuốc cho mình, chai thuốc ít nhi siro. Cái loại này là loại tốt nhất, mình đảm bảo với anh em nó là loại tốt nhất ở ngoài tiệm thuốc tây về chữa ho cho chiến binh Cà Mau. Ha, nó có rất nhiều loại siro anh em, nhưng mà cái loại siro mà mình cho là hiệu quả nhất đó là chai ít nhi nhá. Thì anh em pha thuốc á, mình chú ý là cái liều lượng và cách pha. Thì anh em chú ý rằng là đối với thuốc ho của mình hoặc là thuốc ho ít nhi mà nói anh em ra trong mũ á, thì anh em pha thì mình cứ đối với chai thuốc ít nhi mình pha cho mình 2 muỗng cà phê nhá, 2 muỗng thuốc và 1 muỗng mật ong để cho con chim nó dễ uống hơn, nó ngọt nó dễ uống hơn. Ha, anh em pha vào nước ấm, pha với lại khoảng cỡ 2/3 cái cống nước á, anh em cho chim nó uống ha, thì là anh em có cho uống đều như vậy nó sẽ ok. Cái quan trọng nhất là kiên cữ chim binh của mình. Đối với chim mà mới bị ho anh em thì là chữa dễ lắm, anh em dùng thuốc của bên mình 1 ngày là hết nha, 1 ngày là bức. Còn thuốc ho của bên ít nhi có thể 2-3 ngày ha. Đó là những chim bình thường. Khi con chim mình hết ho rồi anh em cho nó kiên cữ khoảng 2-3 ngày nữa mình vào chế độ để mình đi thi. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, đối với chim ho mãn tính là nhiều anh em quan tâm nhất, thì con chim ho mãn tính đang thường thường anh em chữa tuần đầu á là mình phải kiêng trước hẳn, kiêng hết như những gì mình đang chia sẻ ban đầu. Khi mà qua tuần thứ hai anh em có thể tắm cho nó 1 tuần 1 lần hoặc là 1 tuần 2 lần, nhưng mà mình hạn chế tắm là tốt nhất. Thì mình nên tắm vào buổi trưa anh em, tắm vào buổi trưa nắng như thế này này, nắng bao nhiêu, hiện giờ mình đang ngồi là 12 giờ trưa trời nắng, mình ở chỗ mát, mình pha nước ấm, mình cho chim nó tắm, sau mình hạ cái lồng được gió bay nhảy mấy cái gió khô lông đi, rồi mình trùm áo chim nghỉ ngơi ha. Và thời gian mà phơi nắng cho chim binh của mình đối với con chim mà ho mãn tính á, thì là mình phơi buổi sáng khoảng cỡ 15-20 phút nha, mà phơi nắng sớm nha, không phơi nắng gắt. Và mấy cái chăm đều tay như vậy mình cho chữa. Còn nếu như anh em phải hình dung nha, nếu như mà anh em đang dùng đang chữa cắt đó mà vẫn chưa tốt hết được, thì mình phải coi là cái cám mình đang dùng thêm nữa, kết hợp thêm cái cám. Thì mình anh em phải để ý rằng là con chim mà khi nó bị ho á, nó bị kỵ 2 thứ anh em, 1 là thơm, 2 là cái cám mà nó có thành phần tôm tép á. Thì 2 cái loại này là 2 loại mà làm cho con chim nó kích hót và vô tình anh em nha, thì đối với chim ho nó không chịu. Cho nên là anh em mình chú ý rằng là nếu mà mình dùng 2 loại cám có cái thành phần đó, thì mình có thể là mình tạm thời ngưng, mình dùng 1 loại cám nào không có thành phần đó để mình chữa cho chim ho trước hết ha. Còn nếu mà những con chim mà anh em chữa không hết mà ho quá nặng, mang lên quá nặng, thì anh em có thể tin vũ công, dùng các loại sản phẩm bên vũ công. Tại vì cái bên cám của vũ công anh em, cám hàng đậm đặc nha, nó có thành phần thuốc ho lớn, nó sẽ hỗ trợ dài cho con chim của mình trong thời gian mà nó chữa ho. Và thứ nhất, khi mà chữa ho thường thường chim nó hay bị tụt lửa, tại mình để kiêng. Cho nên anh em kết hợp giữa thuốc ho của vũ công rồi kết hợp với cám của vũ công nữa, thì là khi mà nó dùng như vậy trong thời gian nó chữa ho nhá, thì nó vẫn có thể là hỗ trợ được cái vấn đề mà lượng đạm dinh dưỡng tốt nhất cho chim của mình trong thời gian chữa ho và chim không mất lửa nha anh em. Đây là cách chữa ho của vũ công, và mình chữa rất là nhiều chim binh đã ok nhá. Thì anh em nào mà tin vũ công thì có thể tham khảo cách chữa của vũ công, rồi anh em có thể chia sẻ giúp mình cho những anh em khác để anh em chữa ho ha. Còn những cái con nào mà nặng quá anh em chữa không được mà khó khăn, thì anh em có thể alo trực tiếp với mình ha, trực tiếp với mình alo cho mình để mình tư vấn thêm cho anh em cách chữa hiệu quả nhất nha anh em. Thì hy vọng rằng tất cả chim của mình tới đây là sẽ bớt ho, hết ho và sẽ tránh ngừa được vấn đề ho nha anh em. Anh em để con chim của mình nó ho nhiều, nó yếu, thì khi mà thường thường anh em biết cơ để con chim nó yếu á, thì khi mà gặp trời gió này kia anh em, con chim mình nó yếu, nó không có đề kháng, nó rất là dễ bị rất bố nha anh em. Cho nên là trên cơ bản mình nuôi thế nào đó chim mình nó khỏe mạnh thì nó sẽ kháng được bệnh nha anh em. Chúc cho anh em có một buổi trưa thật nhiều sức khỏe nha, và hy vọng rằng các chim binh của mình sẽ phục hồi tốt nhất nha. Đây là hy vọng của mình. Mong anh em là cố gắng giữ với mình ok nha. Chào anh em, có gì anh em có thể tham khảo vào alo lại mình nhá. Chào anh em nhá.